Bạn là sàn bất động sản và bạn đang muốn kinh doanh về địa ốc. Thì như vậy là chúng ta cần có một website chuyên dụng để có thể thực hiện được công việc kinh doanh trên Internet. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một hệ thống website về bất động sản và các chức năng cần có của một website bất động sản. Và các bạn nhìn thấy đây là website nhà đất 24h.com và đây là các cái chức năng cần có trong một website kinh doanh về bất động sản. Đầu tiên là trên menu, chúng ta nhìn thấy là logo trên cùng bên trái và có thanh công cụ tìm kiếm. Lúc này thì nếu tôi là khách hàng thì tôi có thể gõ, ví dụ như là tôi gõ từ chung cư 2H1 chẳng hạn, và tôi sẽ đi tìm xem là có chung cư nào liên quan đến cái từ khóa này hiển thị để tôi xem. Ở bên cạnh phần tìm kiếm thì có phần đăng tin miễn phí. Nếu mà các bạn có nhu cầu liên quan đến việc là đăng tin mua bán về bất động sản thì có thể tiến hành là đăng tin miễn phí ở đây luôn được. Bên cạnh đăng tin miễn phí thì có phần đăng nhập. Phần đăng nhập này thì sẽ dành cho thành viên. Thành viên sẽ tiến hành đăng nhập vào để có thể xem được tài khoản của mình, đưa thông tin lên trên hệ thống. Ở trong phần đăng nhập này, nếu bạn chưa có tài khoản thì có thể tạo tài khoản mới, đúng không? Để chúng ta có thể tiến hành đăng ký thành viên. Ở trên phanh menu công cụ thì có cần bán, bao gồm bán căn hộ chung cư, bán nhà riêng, bán biệt thự liền kề, nhà phố. Tức là phần thông tin này dành cho những người muốn xem được là trong các phần bán này thì trên hệ thống có phần bán gì và có thể truy cập vào từng phần một để kiểm tra. Ví dụ như là tôi xem phần bán nhà riêng đấy, chúng ta nhìn thấy là trong này là các phần thông tin liên quan đến bán nhà riêng. Trong này thì có đầy đủ thông tin chi tiết liên quan đến tiêu đề này, giá bán, diện tích, số điện thoại liên hệ, hình ảnh của căn nhà, video nếu có, rồi bản đồ liên quan đến vị trí di chuyển đến được ngôi nhà, để chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng. Ở phía dưới này thì có đặc điểm mô tả của bất động sản, có thông tin liên hệ và một số lưu ý và các thông tin liên quan. Giao diện rất là dễ tìm. Thì khi chúng ta đã ở trong phần xem thông tin chi tiết liên quan đến bán nhà này rồi thì các bạn muốn thể tìm kiếm thêm các thông tin khác, ví dụ như là tìm nhà tăng diện tích thêm chẳng hạn, hay là tìm nhà tăng giá thêm, hay là chuyển quận, thì chúng ta tìm kiếm ngay ở đây. Và nếu những cái thông tin này chưa đầy đủ thì chúng ta có thể ấn thêm tìm kiếm nâng cao để mở rộng ra một loạt các phần thông tin khác. Ở phía dưới chức năng tìm kiếm nâng cao này thì tìm thêm được là gì? Một số những cái quận khác và một số cái thông tin khác là ở quận 4 có những thông tin nào, chúng ta nhìn thấy ở đây chẳng hạn. Ví dụ như là ở phường 4 đúng không? Quận 4 thì có cái gì? Rồi phường 15, quận 4 thì có thêm bao nhiêu? Phường 14, phường 18, phường 3, phường 5. Thì chỗ này liệt kê để người dùng có thể kích thêm và kiểm tra thêm thông tin. Tương tự ở bên tab cần mua là dành cho những người cần mua thì cũng đăng thông tin tương tự. Và trong này thì chúng ta có thể nhìn thấy được các tin giao vặt liên quan đến dự án. Cho thuê cũng tương tự hiển thị các phần thông tin. Cần thuê, sang nhượng, tên dự án. Thì trong phần dự án này thì ở ngoài trang chủ chúng ta nhìn thấy là dự án là có phân theo gì? Theo khu nhà chung cư này, rồi chỗ này khu công đô thị mới này, khu căn hộ này, văn phòng cao ốc, khu thương mại dịch vụ. Ở phần này thì admin có thể chỉnh sửa và thêm bớt được. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ vào xem phần liên quan đến khu chung cư chẳng hạn, khu đô thị mới. Thì trong này sẽ liệt kê ra các khu đô thị mới. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là khu đô thị mới đấy. Tổng quan về dự án này. Và trong dự án này thì chúng ta nhìn thấy là có thêm phần tìm kiếm là các khu đô thị mới theo quận huyện. Ví dụ như là ở đây là ở phường ở chỗ quận Ngô Quyền thì nó sẽ có những cái phường nhỏ bên trong. Tin tức thì dành cho admin đưa các phần thông tin liên quan đến thông tin dự án này, tư vấn luật đất đai, bất động sản, giá thị trường. Admin có thể thêm bớt được các danh mục tin này. Tin nhiều người đọc là thông tin đến vào trong hệ thống. Tin mới là tin mới đưa lên. Kiến trúc ở đây thì dành cho người mua nhà muốn xem thêm một số phần tin liên quan đến kiến trúc để gia tăng thời gian ở lại trên web. Bảng giá đất. Đây là bảng giá đất tham khảo để dành cho người mua nhà xem được là giá đất trung bình bây giờ là bao nhiêu. Chúng ta nhìn thấy giá đất trung bình. Bây giờ tôi sẽ vào thử phần quản trị bên trong của hệ thống để chúng ta có thể nhìn xem được là hệ thống quản trị bên trong như thế nào của một website bất động sản. Hệ thống bảo mật này của bọn tôi gồm cơ chế bảo mật hai lớp. Có thêm một lớp bảo mật bên ngoài trước khi vào được hệ thống quản trị.
gia tăng khá được nhiều cơ chế bảo mật. Đây là giao diện quản lý bên trong. Phần đầu tiên là chúng ta quản lý người dùng, là anh chị có thể kiểm soát được những thành viên nào đã đăng ký vào trong hệ thống, bao gồm tình trạng có hoạt động hay không hoạt động, xem được là người này thì đăng những tin gì. Đây chúng ta có thể kiểm soát được là người đăng những tin gì đây. Số lượt xem tin là ra sao, có bộ đếm, có bộ lọc thông tin ở đây rất là rõ ràng. Ở trong phần người dùng này chúng ta có thể kiểm soát được thông tin của người dùng, xem là user là gì, đổi mật khẩu, tên, đối tượng nam nữ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, tình trạng là có hoạt động hay không hoạt động. Chúng ta có thể khóa ngay thành viên này lại nếu chúng ta thấy đăng tin spam quá là nhiều. Phần giao vặt. Đây là phần dùng để kiểm soát các tin giao vặt, cho phép là chúng ta có thể kiểm soát xem là từng nhóm tin một, số lượng tin là bao nhiêu, tên dự án, diện tích, hướng nhà, từ giá bao nhiêu tiền là có thể nhìn thấy số lượng ở đây được. Do người nào đăng, tin là tin thường hay tin VIP, đăng tại danh mục nào, đang hiển thị, ngày bắt đầu là lúc nào và kết thúc là ngày nào, xem tin là ra sao, có trong phần quản lý tin bất động sản. Phần inbox này nó là phần xem được cái thông báo gửi tới admin của hệ thống. Danh mục, đây là phần chúng ta có thể tạo các nhóm danh mục để xuất hiện ở bên ngoài trang chủ này. Đấy, chị nhìn thấy đây là các cái nhóm danh mục lớn. Trong danh mục lớn này là có thể tạo thêm các danh mục con, admin có thể tùy biến. Ở trong các phần danh mục này thì tối ưu tất cả cell rồi, bao gồm là có ảnh minh họa, có mô tả của thứ tự, có mô tả tiếp là liên quan đến title, keyword và description, trong này có hết. Tỉnh, thành phố. Admin cho phép chúng ta tạo danh sách thì bản chất với hệ thống này và tôi đã cập nhật sẵn rồi. Những quận huyện này gần như là không thay đổi nhiều lắm. Danh sách quận huyện là chúng ta đã tạo hết đây rồi. Quận huyện, phường xã, đường phố. Hệ thống đã cho phép chúng ta tương tác đến tận đường phố cuối cùng để có thể thêm vào được chi tiết. Thì trong cơ bản hệ thống ban đầu là bọn tôi đã cập nhật cái này để người dùng sẽ không phải mất công để cập nhật hệ thống. Phần quản lý thông tin dự án, bạn có thể đưa thêm dự án mới dễ dàng. Chọn dự án theo tỉnh thành, theo quận huyện, theo địa chỉ, tên chủ đầu tư, hình ảnh mô tả, các phần thông tin liên quan. Và sau khi chúng ta thêm vào rồi thì anh chị có thể nhìn thấy là ở trong phần dự án này nó sẽ có đầy đủ các phần thông tin của dự án. Chức năng tiếp theo bên trong của hệ thống là chúng ta nhìn thấy nó có chức năng thống kê. Đây là phần rất quan trọng dành cho admin, là chúng ta có thể nhìn thấy được là số lượng tin đi theo danh mục đây. Ví dụ như là danh mục bán nhà riêng có bao nhiêu tin này, căn hộ là sang nhượng, kiosk, số lượng tin bài, anh chị có thể đếm được ở đây. Bất động sản theo người đăng, chúng ta có thể thống kê được là ví dụ như là người nào là đăng nhiều nhất, tin bài, số lượng, thống kê thành viên ở đây. Bất động sản theo tỉnh là kiểm soát được là trong tỉnh, thành phố nào thì có lượng tin bài đăng nhiều nhất. Và như vậy là chúng ta có thể nhìn thấy được là hoạt động của website của mình tăng trưởng như thế nào. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là biểu đồ tăng trưởng, để chúng ta nhìn thấy được là số lượng tin đăng trong ngày trong tháng ra sao. Biểu đồ thành viên đăng ký cũng tương tự, để chúng ta nhìn được là các cái thành viên đăng ký trong ngày với số lượng ra sao thì có thông tin đây. Phần quản lý về menu cho phép admin có thể chỉnh sửa được các menu và icon ở bên ngoài đây. Các bạn nhìn thấy đây là menu và các icon thì ở bên trong admin là có thể điều chỉnh được. Và thay đổi vị trí, số thứ tự hiển thị và các menu con ở đây là có thể điều chỉnh được trong phần quản lý menu. Phần tin tức, kiểm soát đưa các tin lên, cho phép tin nào hiển thị nổi bật, tin nào ở trong nhóm tin đã được xuất hiện thôi. Góp ý liên hệ. Thông tin khách hàng có thể góp ý liên hệ gửi lại thì chúng ta quản kiểm soát ở chỗ này. Quản lý quảng cáo, bạn sẽ kiểm soát được là các cái quảng cáo xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau. Cái này do admin tiến hành làm. Và mỗi một nhóm đối tượng thì sẽ có vị trí khác nhau và thông tin hiển thị khác nhau.
styling ở phía dưới chân. Đây là dành cho vấn đề làm SEO, sẽ giúp chúng ta kiểm soát các cái styling phía dưới chân này, đặt nhóm và tạo thêm các đường dẫn. Cấu hình chung, hệ thống cho phép là chúng ta tiến hành đặt logo, điều chỉnh tiêu đề, tên site, điều chỉnh thông tin email, liên lạc, các thông tin trên trang. Cấu hình SEO cho phép bạn điều chỉnh các phần meta keyword chính của site. Còn mỗi đường link thì đều có mô tả hết rồi. Webmaster Tool là nơi bạn cài phần code Webmaster Tool ở đây. Trong hệ thống thì có phần thống kê truy cập để chúng ta nhìn được là lượng người truy cập như thế nào. Thì phần này anh chị có thể dùng luôn Google Webmaster hoặc là Google Analytics để xử lý. Quản lý admin dùng để phân quyền. Bên trong hệ thống này gồm có bao nhiêu người, mỗi bộ phận có tác dụng như sau. Và chúng ta nhìn thấy từng bộ phận một. Đây thuộc bộ phận và chúng ta phân quyền cho các bộ phận đấy. Thùng rác là nơi tiến hành kiểm soát các cái tin bài đã bị xóa và có thể khôi phục lại được. Và như vậy thì đây là tổng quan phần bên trong quản lý hệ thống. Và bây giờ tôi sẽ thử bằng cách là làm một thành viên đăng ký một tài khoản mới xem sao. Và như vậy là tôi đã tiến hành tạo tài khoản đầu tiên. Thế như vậy hệ thống sẽ thông báo là tài khoản đã thành công và gửi vào một email kích hoạt. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái email kích hoạt này. Tôi sẽ vào email để kiểm tra xem là đã được kích hoạt chưa. Và như vậy thì chúng ta nhìn thấy có một thông tin đăng ký tại đây. Và bây giờ thì nhiệm vụ của tôi là phải kích hoạt cái thư này. Tôi ấn vào kích hoạt. Hệ thống thông báo là đã kích hoạt rồi. Bây giờ tôi vào là admin. Trong admin thì có thể kiểm tra trong phần người dùng đây. Và chúng ta nhìn thấy là đã có một người dùng, tình trạng đó là hoạt động rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ đăng thử một cái tin lên trên hệ thống xem ra sao. Ok, đây là phần quản trị. Như vậy chúng ta nhìn thấy là trong phần quản trị này tôi có thể đăng được tin giao bán, xem được danh sách tin, lịch sử tin đăng, gửi tin nhắn, nạp tiền vào tài khoản. Tức là phần này thì thường sau này là liên quan việc tin nhắn, liên quan đến vấn đề về tin VIP đây. Các bạn có thể nạp tiền vào hệ thống trừ tiền. Tôi đang thử một cái tin lên, đăng tin giao bán. Loại tin đây tôi chọn là tin thường, tiêu đề. Ở đây thì có tiêu đề tối đa được 100 ký tự và bộ đếm ở đây đã có nội dung chẳng hạn. Chỗ này là hình ảnh. Tôi sẽ chọn một số hình ảnh xem.
Ở đây cũng cho phép là có thể gắn được link liên quan bất động sản. Tôi thử kiếm lấy một đường link gắn vào xem. Kiếm lấy một cái clip gắn vào. Ví dụ đây là một clip. Nếu mà bạn có tài khoản thì cũng hoàn toàn có thể tiến hành là đăng clip lên thử. Tôi copy từ đây. Như vậy các bạn nhìn thấy là xuất hiện luôn nội dung ở đây. Hình thức giao dịch, ví dụ ở đây là tôi để là sang nhượng. Chuyên mục sang nhượng đất nhà xưởng. Thành phố tôi chọn đây Bắc Giang. Quận phường xã. Đường phố. Địa chỉ. Giấy tờ thương lượng giá bán như vậy là các bạn nhìn thấy là tính luôn cả ra tổng giá trị là bao nhiêu tiền đúng không, thông tin đất xây dựng. Và đây là phần chúng ta có thể điền thêm vào cũng được, và thông tin liên hệ hệ thống đã định vị sẵn tất cả các phần liên quan đến bản đồ rồi. Và bây giờ tôi sẽ nhập mã vào. Như vậy là tôi đăng ký thông tin. Ở đây thì yêu cầu là điền phải đến quá 160 ký tự. Như vậy tôi sẽ điền thêm thử ở đây. Copy thử thông tin thêm. Ok. Như vậy là bây giờ tôi sẽ làm gì đây? Điền lại thông tin thôi. Nhập lại mã. Đăng ký lại. Ok, và như vậy thì tin đã được băng rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra thôi. Xem tin đã xuất hiện chưa? Đang hiển thị rồi. Và bây giờ tôi ra ngoài trang web. Kiểm tra. Sản lượng. Và như vậy các bạn nhìn thấy tin đã đăng ở đây rồi. Có đầy đủ thông tin của những người đăng bán. Và bên trong admin, tôi là người quản lý, thì tôi có thể kiểm soát được là tin giao vặt đây. Tôi chọn danh mục đây sang nhượng. Và như vậy chúng ta tìm xem phần lọc theo ngày này là nhìn thấy được đây chính là cái phần tin đã đăng này. Lượt xem tin là 1. Và lúc này chúng ta có thể tích vào sửa xóa. Đây xem thông tin chi tiết đây. Và sửa xóa tin này rất là dễ dàng. Hệ thống bất động sản này thì đáp ứng đầy đủ các tính năng của một sàn bất động sản, cho phép là có thể quản lý được dự án, đăng tin lên cho người dùng vào mua bán giao vặt, kiểm soát thông tin về tiền, có thể cấu hình về tiền, cho phép là cấu hình gửi tin nhắn, làm tin VIP, tin thường, thống kê chi tiết, đầy đủ chức năng. Và nếu bạn là một sàn bất động sản thì có thể sử dụng hệ thống này trong hoạt động kinh doanh của mình.